Trong suốt lịch sử phát hành của game Pokemon, Pokemon huyền thoại chính là những điểm sáng của thương hiệu. Khi từng bản game ra mắt đều có những cách bắt Pokemon huyền thoại mới và độc đáo khác nhau, mà vốn tụi nó là cốt lõi của sức mạnh, chúng sinh bình đẳng, tụi tao thượng đẳng, nên là tỷ lệ bắt tụi này cũng rất thấp. Khác với tụi huyền ảo, huyền thoại có thể bắt được thẳng trong game, tưởng như vậy là dễ, nhưng mà không. Thậm chí là trước khi đồ họa 3D xuất hiện thì chúng ta phải đi qua hàng tá những màn giải đấu, những thủ thuật khác nhau để mà có thể bắt được tụi thú cưng thượng đẳng này. Và đây là video về những lần bắt Pokemon huyền thoại khó khăn nhất từng xuất hiện trong lịch sử Pokemon. Bây giờ thì vô! Chúng ta sẽ bắt đầu với vị trí số 8. Hạng 8, huyền thoại khó bắt nhất trong danh sách này sẽ gọi tên Shadow Rider hoặc là Ice Rider Calyrex trong bản game Pokemon Sword and Shield. Thật ra cái chuyện khó đầu tiên là phải có tiền để mua DLC cái đã. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi ha. Nếu có được DLC rồi, thì khi mới vừa đặt chân tới The Crown Tundra, ta phải liên tục chiến đấu và tham gia thử thách hành trình Dynamax, vượt qua các thử thách đến màn cuối cùng để có thể nhận được vật phẩm Dyna Orb phục vụ cho việc bắt huyền thoại sau này. Shadow Rider hoặc là Ice Rider Calyrex là Pokemon được kết hợp bởi Calyrex và hai chiến mã hệ ma và hệ băng, tùy vào lựa chọn của bạn. Và là tại sao là tùy vào người chơi thì tôi sẽ đề cập sau. Khi đánh thắng được Calyrex để nó test sức mạnh của bạn rồi, thì ta phải làm theo một danh sách những yêu cầu của Calyrex để có thể thu hút con chiến mã của ngài trở lại sau rất nhiều năm cả hai bị tách ra, không thể phát huy được sức mạnh. Trong đó nhiệm vụ quan trọng là trồng được một vườn cà rốt để chiến mã của ngài trở về ăn. Mà muốn có hạt giống cà rốt thì chúng ta phải trao đổi với bác nông dân 8 cái Dyna Orb. Nên ở lần đầu tiên đặt chân tới đây, nếu chúng ta thua trong thử thách cuối cùng của Dynamax Adventure thì ta phải đánh trở lại cho tới khi nào thắng bắt được Suicune, tức là màn cuối cùng trong cái hành trình Dynamax này, thì mới có thể có hạt giống mà trồng cà rốt được. Vị trí trồng cà rốt rất quan trọng. Nếu bạn trồng nó ở khu vực gần nghĩa trang cũ thì nó sẽ thu hút Spectre, chiến mã hệ ma. Còn nếu trồng ở khu vực có đầy tuyết thì nó sẽ thu hút Glastier. Lúc này thì ta sẽ chiến đấu với con ngựa mà ta đã thu hút được. Xong rồi thì ta được hẹn sẽ gặp lại Calyrex tại một ngôi đền của ngài. Lúc này khi mà đặt rác cà rốt mà chúng ta trồng tại đó, chiến mã của ngài sẽ xuất hiện một lần nữa. Và bùm, một tổ hợp bá cháy nhất từng xuất hiện, Shadow Rider hoặc là Ice Rider Calyrex ở level 80. Chúng ta phải thu phục hình dạng này ngay tại đó. Master Ball thì chắc chắn ta đã xài cho Zacian hay là Zamazenta trước đó rồi, nên để bắt được tổ hợp này lại càng khó khăn hơn. Và vì cái hình dạng này của Calyrex đánh rất đau và rất trâu bò, tỷ lệ bắt lại cực kỳ thấp, nên tôi sẽ cho nó mở bát cái danh sách này. Ở hạng 7 là Giratina dạng Origin trong bản game Pokemon Platinum. Pokemon Platinum luôn được đánh giá là bản game thành công nhất trong thế hệ thứ tư. Ngoài việc bổ sung thêm một Pokédex hợp lý và nhiều thứ khác, thì một thứ góp phần không nhỏ đến sự thành công của nó là hành trình của chúng ta ở Distortion World, nơi ngự trị của Giratina. Với đồ họa 2D lúc bấy giờ thì bước vào một thế giới mà mọi thứ đảo lộn hết cả lên. Đường đi cũng như là những phần giải đấu khá là sáng tạo so với những phần game trước đó đã tạo nên một cảm giác đi bắt huyền thoại cực kỳ đáng nhớ. Tôi chơi cách đây chắc cũng 10 năm rồi đó, mà cảm giác lo lắng và bất ngờ lúc mà chơi game vẫn còn nguyên. Giratina bấy giờ cứ đôi lúc sẽ xuất hiện thoáng qua một cách chớp nhoáng trên những cung đường, những thác nước bất chấp quy luật vật lý. Và vì ở trong một thế giới mới lạ mà người chơi có thể bỡ ngỡ không biết nên đi đâu, mình đã đi đúng đường chưa? Để rồi chốt lại phía cuối hành trình đầy hoang mang đó là trùm phản diện Cyrus với đầy đủ 6 Pokemon cực kỳ mạnh. Bước qua được ông ta, chúng ta mới có thể thu phục được Giratina. Lúc này nếu bạn có Master Ball thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng nếu bạn đã sử dụng nó trước đó rồi thì biết nó khó bắt cỡ nào rồi ha. Ở hạng 6 tiếp theo là bộ tứ hung thú vùng Paldea. Tụi này có nói khó thì cũng chưa phải, mà nói dễ thì cũng không đúng. Để bắt được tụi này thì phải gỡ hết 32 cây gậy phong ấn được cắm rải rác suốt một vùng Paldea rộng lớn. Địa điểm của 32 cây gậy này thì không hề dễ tìm. Có cái thì ở trong hang, có cái thì ở trong hồ, có cái thì bị che khuất. Nói chung là vô cùng khó kiếm. Cộng với thế hệ thứ 9 là thế giới mở, nên một địa điểm có rất nhiều điểm mù khác nhau, mà tự tìm thì tìm mãi mãi chắc cũng không bao giờ ra. Cho nên việc dễ nhất là chúng ta có thể lên mạng mà xem. Nhưng nếu với những ai không muốn sử dụng mạng mà muốn chỉ để thử cảm giác thì chỉ có cảm lạnh mà thôi. Nên tôi đã xem xét cho bộ tứ hung thú vào trong danh sách này. Qua hạng 5, đó chính là Rayquaza trong tựa game Ruby Sapphire ở thế hệ thứ 3.
Rayquaza là huyền thoại có sức mạnh, thiết kế cũng như là độ nổi tiếng tôi cho là thành công nhất trong các huyền thoại. Vì vậy chuyện bắt được nó ở thế hệ thứ 3 là chuyện không hề dễ một chút nào. Ở trong tòa Sky Pillar, trước khi gặp được Rayquaza, ta phải vượt qua được màn giải đấu trong cái tòa nhà này. Bằng việc sử dụng xe đạp, chạy thật nhanh qua các vết nứt, bạn mà chỉ cần đứng lại giữa chừng thì ta sẽ rơi xuống trở lại tầng 1. Nhìn vậy thôi chứ cái màn giải đấu này là cực kỳ gây ức chế, vì không phải chỗ nào có một đường thẳng để chúng ta vượt qua. Để rồi gặp được Rayquaza trên đỉnh tòa nhà, thì tôi khá chắc là quả Master Ball trước đó chúng ta đã được sử dụng cho Kyogre hoặc là Groudon, tùy từng bản game. Nên thành ra Rayquaza ở level 70 là Pokemon có cấp độ cao nhất trong cả bản game. Bên cạnh đó thì nó còn học được Fly để né đòn, rồi chi Rest để hồi phục lại máu khi chúng ta đã đánh nó trở về màu đỏ, khiến cho việc đánh nhữ sao cho nó không chết là một chuyện vô cùng là khó khăn. Cho nên tôi khuyến khích là đem thật nhiều những quả bóng bắt Pokemon càng tốt. Và ở hạng 4 là những huyền thoại chạy khắp bản đồ, bao gồm 3 thần thú, Latios, Latias, Cresselia, rồi thêm 2 ông thần đèn. Vấn đề của những Pokemon kể trên là tụi nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong từng bụi cỏ. Dù cho chúng ta có công cụ hỗ trợ là nhìn trên bản đồ, sẽ biết ngay tụi nó ở đâu. Nhưng khi bay đến đó, thì tụi nó chắc chắn sẽ chạy đi chỗ khác. Có rất ít tỷ lệ khi mà ta bay đến, tụi nó vẫn còn ở đó. Cách dễ nhất là đứng giữa hai làn ranh của hai khu vực liền kề nhau, chạy qua chạy lại, kiểm tra bản đồ liên tục xem tụi nó đã đến chỗ mình chưa. Nếu đến rồi thì dùng bình xịt rồi chạy vô bụi cỏ. Và chỉ trong lượt đầu tiên xuất hiện, tụi nó sẽ chạy đi mất. Bao nhiêu công sức canh rình mò lúc bấy giờ là đổ sông đổ bể hết. Nên trước đó ta phải chuẩn bị Quick Ball hoặc là những Pokemon có tốc độ cao để xài chiêu Min Look nhằm ngăn cho tụi nó không thể chạy được. Nếu mà ném Master Ball thì cũng được, nhưng mà một game có một quả bóng Master, chúng ta sẽ thường sử dụng quả bóng đó cho Pokemon huyền thoại chính của tựa game. Và tụi huyền thoại mà chạy lum la trên bản đồ này thường là nhiều hơn một con, cho nên là làm sao mà xài Master Ball hoài được. Nói chung là rất mất thời gian để mà bắt được tụi này. Và phiền phức như vậy cho nên là ở hạng 4 là xứng đáng rồi. Rồi chúng ta qua đến huyền thoại tiếp theo là Landorus trong Pokemon Black and White. Landorus có thể được tìm thấy ở Abundant Shine, nhưng đến đây thì bình thường bạn sẽ không thấy được nó, mà chúng ta phải mang theo hai Pokemon huyền thoại, đó là Tornadus và Thunderous. Tuy nhiên ở mỗi phiên bản game khác nhau chỉ có thể sở hữu một trong hai con, và hai đứa này đều là huyền thoại chạy tung tăng khắp bản đồ như đã đề cập ở trên. Bắt được một con thì chúng ta phải đốt nhang cầu nguyện cho ai đó trên mạng sẽ trao đổi con còn lại cho chúng ta để chúng ta đi bắt Landorus rồi sau đó trả lại. Cái này là trường hợp bạn có người quen. Vậy nếu bạn không có người quen thì chuyện này cực kỳ khó, vì thời đó không có cách nào bắt cả hai Tornadus và Thunderous trong cùng một bản game cả. Nên muốn thương lượng ấy, người ta thì phải có cái miệng dẻo dẻo chút. Và khi bạn có được hai con này rồi thì đi bắt Landorus thôi. Lúc này là level của nó là 70, cao hơn rất nhiều lần hai con Tornadus và Thunderous, nên thử thách vẫn chưa dừng lại đâu. Ở hạng 2, ở vị trí top cao này tôi sẽ kể về huyền thoại Enamorus. Trong bản game hành động bán thế giới mở là Pokemon Legend Arceus, để bắt được ta phải hoàn thành cốt truyện game và đi đánh bại Volo. Điều kiện đầu tiên nghe xong là thấy muốn quả chạy đầu rồi. Và muốn biết chi tiết tại sao thì bạn có thể xem qua video nói về những trùm cuối khó đánh nhất, tôi để link ở góc bên phải màn hình để cho các bạn tham khảo ha. Sau khi trầy da tróc vảy đánh được Volo rồi thì bạn phải bắt hết toàn bộ huyền thoại, bao gồm bộ ba bảo vệ hồ Heatran, Cresselia, Regigigas, rồi chúng ta mới nhận được nhiệm vụ đi tìm bộ ba lực lượng tự nhiên. Phải bắt được tụi này thì Enamorus mới xuất hiện. Nhưng mà bắt được tụi này cũng chẳng dễ một chút nào. Pokemon Legend ngoài việc bắt thú thì còn mang hơi hướng gameplay hành động, tựa tựa như là con game Power World nổi đình nổi đám từ bữa tới giờ, nên để tiếp cận bộ ba này là cả một nghệ thuật. Thunderous thì ở bên ngoài biển Cobalt Coastlands, chỉ xuất hiện vào thời tiết có sấm chớp. Ta phải liên tục tiếp cận bằng đạn khí, không cho nó thấy ta vì tụi này rất nhanh và mạnh. Đến được gần thì ném vật phẩm Sticky Club liên tục để phá vỡ vòng vây bảo vệ của nó, cho đến khi nó bị choáng váng thì ném bóng chứa liền. Còn đối với Tornadus thì đến núi tuyết Alabasta Islands, cắm trại rồi chờ đến khi bão tuyết, là bão tuyết chứ không phải là trời đổ tuyết thông thường, rồi tiếp cận bắt Tornadus như là bắt Thunderous vậy đó. Bắt được hai ông thần đèn này thì bay đến Obsidian Fieldlands lúc thời tiết đẹp đẽ,
Ở đây thì bạn có thể bắt được Landorus với kiểu bắt tương tự. Một điều lưu ý là ở bên cạnh ba ông thần đằng này luôn có những Pokemon Alpha đầy hung dữ, sẽ luôn làm phiền đến công cuộc lẩn trốn và đánh du kích của bạn. Sau cả tiếng đồng hồ chật vật để bắt được ba con này, thì đến nhân vật chính là Enamorus, đem ba con thần đến gặp Koshita và cổ sẽ giới thiệu cho bạn vị thần thứ tư. Lúc này thì bay đến Crimson Marlands để bắt Enamorus với cách bắt tương tự. Và đây cũng là huyền thoại cuối cùng ta phải bắt trong Pokemon Legend Arceus, nếu không tính Arceus. Thì ý tôi là tên tựa game nó vậy thì đương nhiên là Arceus là trùng cuối rồi đúng không, tính chi? Nói chung là độ khó của Enamorus thiên về mảng hành động và kỹ năng nhiều hơn là giải đố. Mà nói tới giải đố thì huyền thoại cuối cùng trong danh sách này mới là cái trùng cuối thật sự. Đó chính là Boba Regi trong Pokemon Emerald. Yeah, Emerald nhiều Pokemon đáo để thật sự. Đây cũng là bộ ba cần đạt đủ một đống những điều kiện tiếp nối nhau thì mới có thể bắt được. Và ngồi xuống để tôi kể cho các bạn nghe về cách bắt bộ ba này nó khó cỡ nào. Trước tiên thì chúng ta phải mang theo hai Pokemon là Wailer và Relicant. Wailer thì học được Surf và Dive đặt ở đầu đội hình, còn Relicant học được Rock Smash đặt ở cuối đội hình. Mang theo những Pokemon có chiêu như là Rock Smash, Flash, Tick và Fly. Sau đó thì bay đến Pacific Lockdown, bơi thật xa đến khu vực nước sâu giữa biển, dùng chiêu Dive để lặn xuống. Đến một vị trí có dấu hiệu của những Regi thì dùng chiêu Dive để lặn lên. Ta sẽ thấy một cái hang động. Đọc cái bảng ký hiệu này, không hiểu gì hết. Sau đó thì dùng Tick để đào một cái hố rồi đi tiếp. Rồi chạy đến đọc một bảng ký hiệu hiểu chích liền, xong thì mọi thứ rung lắc dữ dội. Bây giờ thì chúng ta quay trở về đất liền, bay đến Laverish Town, vào khu vực sa mạc để bắt Regirock. Ở đây thì chúng ta đọc cái bảng ký hiệu, xong bước qua trái 2 bước, bước xuống dưới 2 bước, đứng tại chỗ, rồi dùng Relicant ở cuối đội hình, xài chiêu phá đá Rock Smash, thì một cái hang sẽ hiện ra, bất ngờ liền, và thế là ta bắt được Regirock. Với Regice thì bay đến Petalburg City, chạy qua cái hang băng ở giữa biển, xong mà đọc cái biển hiệu ở giữa, ta sẽ phải đi bám sát vào tường hang động một vòng tròn, đến khi quay lại vị trí cũ của hang, thì một cái hang sẽ hiện ra. Còn đối với Registeel, lúc này bay đến Lilycove City, chạy qua hang động đường 120, đứng chính giữa hang động, không cần đọc biển hiệu gì cả, dùng chiêu Flash thắp sáng để mở cửa hang, và Registeel sẽ ở đó. Rồi với một đống bước giải đố như vậy thì làm quái nào mà người chơi không xem chỉ dẫn mà biết được. Tôi phải nể cái người đầu tiên mà tìm ra cách bắt tụi này rồi phổ biến cho mọi người luôn á, đúng là thiệt tài. Và đó là những Pokemon huyền thoại mà tôi cho rằng là khó bắt nhất từ trước đến nay trong các tựa game Pokemon. Theo các bạn thì những Pokemon huyền thoại nào hay những lần bắt huyền thoại nào là khó khăn nhất? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn.